Mến chào tất cả các bạn và gia đình, xin có lời cầu chúc sức khỏe và lời chào bình an đến các bạn và gia đình. Thế là mùa Giáng sinh đã khép lại từ đây, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nối kết yêu thương trong mùa thường niên, và nhất là trong bầu không khí của những ngày đầu tiên của năm 2021. Chúng ta tạ ơn nhau, cảm ơn nhau trong cuộc sống này, vì chúng ta luôn có nhau đó các bạn. Hôm nay là ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Một trong những ngày lễ rất ấn tượng với Khánh Dư là tại vì niềm vui nó gần kề tới ngày Valentine, là ngày lễ tình yêu. Khi nói đến lễ tình yêu là chúng ta nói đến yêu. Khánh Dư muốn hơi vòng vòng một tí xíu, hôm nay nói về yêu được không các bạn? Là con người sống là để yêu. Tình yêu là lẽ sống của con người. Là con người thì ai cũng muốn được yêu và biết yêu. Và để được yêu và biết yêu thì chúng ta cũng cần phải học cách để đón nhận tình yêu. Và để đón nhận tình yêu thì chúng ta cũng phải biết thi thố tình yêu đó nhé các bạn. Cho nên Khánh Dư bỗng sực nhớ ra nhà thơ Xuân Diệu cũng đã từng nói: đố ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Nhưng tình yêu chúng ta thấy có hàng trăm hàng nghìn cách để chúng ta thể hiện và chinh phục nó. Chúng ta cũng thường nghe con tim của mỗi chúng ta đều có những lý lẽ riêng của nó. Các bạn có thấy vậy không? Cho nên khi chúng ta đã yêu ai rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ tính từng ly từng tí. Chúng ta cũng sẽ không tính sự thua thiệt thòi làm gì. Vì khi chúng ta đã yêu ai là chúng ta sẽ xả thân, chấp nhận mọi nguy hiểm để làm sao chúng ta thể hiện được tình yêu mà chúng ta dành cho người chúng ta yêu. Trong tình yêu có thể là tình yêu của gia đình, tình yêu của vợ chồng, tình yêu của cha mẹ, họ hàng, anh chị em ruột thịt. Và xa hơn, gần hơn là tình yêu đồng loại, là một thứ tình yêu mà làm cho con người chúng ta sẽ cao thượng hơn trong cuộc sống này. Vì ngày hôm nay chúng ta thấy trong tình yêu đó cũng có biết bao người vẫn tiếp tục can đảm, hy sinh, thể hiện và phục vụ cho cách vô vị lợi cho tha nhân trong cuộc sống này. Chúng ta hãy trân quý nó nhé các bạn. Thôi thì hôm nay với tâm tình của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta hãy cảm ơn Chúa trong cuộc sống này, vì Chúa đã đến làm người và ở với chúng ta. Chúa đã chịu phép rửa để chúng ta cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta được làm con cái Chúa. Đó là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta đó các bạn. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra tất cả hồng ân mà chúng ta có trong cuộc sống này, để rồi chúng ta cũng mang đến những hồng ân niềm vui cho nhau trong cuộc sống. Thôi thì Khánh Dư xin cầu chúc các bạn có một ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa đầy bình an, và cầu chúc cho các bạn có một tuần mới thật đông đầy niềm vui và sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Và hãy nhớ rằng chúng ta luôn nâng đỡ nhau trong cuộc sống bằng lời cầu nguyện. Vui, sướng, khổ luôn có nhau nhé các bạn. Xin hẹn các bạn trong những tâm tình ngẫu hứng lần tới. Xin chào tất cả các bạn. See you.